Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ với chủ đề tận dụng cơ hội vững bước tiến mới nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương vùng Đông Nam Bộ, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm phát triển sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Là đầu tàu kinh tế về trung tâm phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất của cả nước, vùng Đông Nam Bộ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, là khu vực tiềm năng cho quá trình dịch chuyển và tái cơ cấu chuỗi cung ứng, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu. Vùng Đông Nam Bộ là một cái vùng có đóng góp cho ngân sách rất lớn so với các vùng và đóng góp cho GDP cũng lớn. Gần như là cả hai chỉ số này đóng góp gần 1/3 về GDP và ngân sách của cả nước. Tôi cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về những cái cụ thể hơn. Ví dụ như ở vùng Đông Nam Bộ này, lợi thế xuất khẩu là những mặt hàng nào về công nghiệp, chứ không chỉ là đi vào những cái sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản không, mà lợi thế của vùng là công nghiệp. Thì công nghiệp, những cái sản phẩm công nghiệp, những cái sản phẩm của vùng này, đó là những cái lợi thế của đất nước khi đi xuất khẩu ra các vùng khác. Là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Dương tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại, đồng thời thực hiện xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 13.600 ha. Trong đó có những khu công nghiệp đã trở thành kiểu mẫu của cả nước với kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai quyết liệt các nghị quyết, văn bản của Chính phủ, của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,95%, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,97%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 54,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu trên 8,7 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ, các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường kết nối các chủ thể của hệ sinh thái xuất nhập khẩu, thúc đẩy liên kết sản xuất, kết nối đối tác xuất nhập khẩu cho các địa phương trong vùng, đồng thời chia sẻ các thông tin thị trường, xu hướng thương mại quốc tế, cơ hội xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Bên lề hội nghị còn kết hợp tổ chức khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương vùng Đông Nam Bộ nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong vùng. Cũng rất là hy vọng rằng trong cái chương trình này chúng ta sẽ kết nối được nhiều doanh nghiệp nước ngoài biết đến sản phẩm nông sản của Việt Nam, và bên em cũng đã kết nối được rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu ra thị trường quốc tế ạ. Đây là cũng là một cái cơ hội để phát triển thị trường, để cho người tiêu dùng nhận diện được cái trà Artiso. Từ đó lan tỏa là chính. Dự định sắp tới năm 2024 thì Sở Công Thương Bình Dương cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh các chương trình để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, tập trung vào các mặt hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Thì Sở Công Thương cũng sẽ thực hiện những cái chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy để giới thiệu các sản phẩm của chúng ta ra thị trường nước ngoài, tập trung vào thúc đẩy cái thương mại điện tử. Vùng Đông Nam Bộ sở hữu tiềm năng lợi thế vượt trội về tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế, kết nối các vùng kinh tế khu vực phía Nam và cả nước với các nước khu vực ASEAN và thế giới. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh, thành phố trong vùng phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của vùng trên thị trường trong nước,
tận dụng các cơ hội đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, các sản phẩm chủ lực của địa phương, của vùng, hỗ trợ tăng cường hợp tác với các đối tác cả nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy thương mại phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng.